Rồi người châu Âu họ đều có các cái biện pháp massage mặt. Rồi mình đi các cái tiệm spa rồi mình đi gội đầu thôi. Người ta cũng day day ấn ấn mà. Người ta cũng massage mặt cho mình. Nhưng mà nó khác một cái gì? Bây giờ khi tự mình massage cho mình thì mình hiểu được là thứ nhất mình hiểu cái gì, mình đưa cái bàn tay mình đến đâu là mình hiểu được là mình massage cái Cái vùng vùng đó nào? của cơ thể mình, kể cả bên ngoài lẫn bên trong, được không? Cái khác thứ hai là gì, là mình sẽ điều chỉnh số lượng và mức độ massage chà sát phù hợp với lại sức khỏe của mình, phù hợp với lại cái chế độ, tất cả những cái bất thường trong cơ thể mình. Ví dụ mình yếu ở đâu, mình đau ở đâu thì mình chà sát cái vùng phản chiếu nơi đó trên mặt nhiều hơn những chỗ khác, được chưa? Đấy. Đấy. Và khi mà hướng dẫn cái 12 các sao mặt này thì những cái ví dụ em nói là massage trán 10 lần thì đó là những cái tiêu chí mình đưa ra chuẩn thôi. Còn với mỗi một người thì mình hãy lấy cái chuẩn mà phù hợp với bản thân mình làm chuẩn, chứ mình không phải nhất định cố định là cứ phải 10 cái hoặc là cứ phải 30 cái, được không? Đó. Mà làm sao ví dụ như là vùng, ví dụ như vùng sống lưng của mình đang có bệnh về cột sống thì mình sẽ làm những cái vùng mà phản chiếu cột sống nhiều hơn. Ví dụ như vùng sống mũi, như vùng sống tai mình sẽ massage chà sát nhiều hơn. Những người nào mà lại kém về nội tiết kém chẳng hạn, phụ nữ nội tiết kém rồi Sống có tai chính là cái đường này à? đây bạn đằng trước cái À, này, đằng này, đằng này. rồi có những cái bệnh về về hệ phân phụ. Đấy, rồi có những bệnh về về về, về phụ nữ nội 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 khoa kém thì lúc đó mình sẽ massage cái ổ mắt mình nhiều hơn, dựa theo cái đồ hình gì ạ, phản chiếu hệ phân phụ, hệ sinh dục của nam và nữ ở trên mặt thì toàn bộ là nó nằm ở trên mắt như hôm qua mình nói đấy, trên xung quanh ổ mắt mình trên cùng nha. Đấy, thì bây giờ mình bắt đầu nhá. Trước tiên này, 12 tạng xoa mặt thì động tác này thường là mình nằm ở trên giường. Khi mình thức dậy, mình chưa đi khỏi xuống khỏi giường, mình nằm trên giường, mình có thể nằm hoặc Làm có buổi thể sáng là ngủ, tốt nhất. là buổi sáng tốt nhất, bởi vì nó gây tỉnh táo, đấy, tỉnh táo và rất sảng khoái. Mình đánh thức toàn bộ mọi cơ quan của cơ thể mình. Thì mình ngồi trên giường hoặc là mình nằm cũng được, ngồi cũng được. Ngồi mình chà sát nóng. Sản Mình xuất bắt đầu nóng hay làm bàn đi. tay? Mình làm đi, tí mình ghi sau. Chà nóng hai bàn tay, những người nào mà chà có vài cái đã nóng rồi là cái dương trong cơ thể mình biết là nhiệt lượng mình rất nhiều, đúng không? Có những người mà chà hoài cũng nóng thì mình chà mạnh hơn và nhanh hơn, mình lấy tốc độ. Đấy. Đấy. Nhanh, làm nhanh và Đây là mạnh cô hơn. trà một tí đã thấy Nóng nóng chưa? rồi, nóng rồi. Nóng, bắt đầu ta áp lên mắt, không lấy mắt nhắm hay mở? Nhắm, Nhắm. nhắm. Một lần, tiếp lần hai. Hết nóng thì ta bỏ ra. Lần hai. Được chưa? Hết nóng chưa? Để tôi. Hết nhanh nha bác. Bỏ ra ta làm tiếp lần ba. Ba lần như thế này. Được chưa? Đấy. Những người nào mà có những người mà chàm hoài không nóng, người ở bên trong là hàn nhiều, lạnh nhiều, âm nhiều thì tự mình sẽ đo được là mình như thế nào. Thế mình chà mà nóng cái này là ở trong lạnh. Trong nóng. À chà chà mà là nóng tức là bên mình trong dương cơ nhiều, thể khí mình dương của dương mình nhiều, mình khỏe, mình tốt. nhiều, mình khỏe, Đó. năng lượng mình nhiều. Đó. Xong chưa ạ? Đầu tiên là xoa mặt nhá. Nóng, nóng rồi. À, cái bước đầu tiên nữa thì có thể là bước này, xoa nóng. Bước đầu tiên là cào đầu này, để 10 ngón tay này. Khi đi ngủ thì ta thả tóc hết ra, cho tóc cũng được nghỉ ngơi, đúng không? Không bị buộc chặt nữa. Ta cào đầu, 10 đầu ngón tay, cào. Cào toàn bộ da đầu, cào về phía giữa đỉnh đầu. Rồi, từ dưới này ta đưa lên. Cào toàn bộ vào giữa đỉnh đầu. Ta làm như vậy khoảng chừng 30 cái. Làm mỗi cái này thôi đã thấy tỉnh rồi á. Mọi người làm đi ạ. Được 30 chưa? Cái là cả trước cả sau ấy. Ừ, đúng rồi. Cứ làm này thôi. Nhanh lắm mà. Làm em này không đúng rồi. Dạ. Đi phải đi sát vào đi ra sát đầu. Vào da đầu này, đi Thì chậm nó mới thôi, có đây, đi đi sát vào chậm đầu thôi. mà Đi sát đi vào da vào đầu lên giống đỉnh. như bây giờ mình là cái lược vậy. Tất cả Chứ là mình mình đi không lên có đỉnh bốn bước ra đằng sau được hả? Tất cả là mình đều đi lên Chỉ đỉnh đầu. đưa lên đỉnh đầu thôi, đây là đưa giữa này thôi, xong rồi à, từ dưới này dưới dưới lên, cũng đưa lên đỉnh đầu, đầu. Tâm lại kéo lên đỉnh đầu là chốt rồi. Rồi đưa hết từ ngoài mi tóc này đưa vào giữa. Xong chưa ạ? Xong rồi. Rồi xong rồi, bước thứ hai thì ta xoa chà sát mặt đó. Bước thứ nhất cào đầu, bước thứ hai chà nóng bàn tay ấp vào ổ mắt, được chưa? Với cái ổ mắt ta làm tiếp theo này,
tí nữa mọi người ôn lại cái nhớ luôn. Ta dùng ngón giữa và ngón trỏ, hai đầu ngón tay giữa và ngón tay trỏ ta để bằng nhau nhé. Ta bắt đầu vuốt này, vuốt từ phía sống mũi sát ổ mắt, vuốt vòng lên trên cung mày, đi vào cái bờ xương ấy, mọi người sẽ thấy này, vòng lên trên cung mày, vòng xuống dưới men theo cái bờ xương ổ mắt, vòng xuống dưới vùng ngoại tạng, vuốt như thế 10 vòng. Ta cứ làm nhẹ nhàng như thế, đừng làm mạnh quá nhé. Da xung quanh ở đây rất là mỏng và nhạy cảm, ta làm nhẹ thôi, làm 10 vòng, đi nhẹ nhàng, vừa phải thoải mái. Ta làm 10 vòng như thế, đi nhẹ nhàng, được chưa? Có ai thấy mắt mình khác chưa? Sáng mắt hơn. Sáng hơn rồi, bác đã thấy sáng hơn rồi. Sáng hơn chị. Hồng thấy gì chưa em? Sáng mắt hơn chị. Tiếp theo, vẫn với cái ổ mắt. Tại sao lại chăm sóc cái ổ mắt nhiều như thế? Vẫn với cái ổ mắt, ta có thể lấy cái đầu, cái cường này. Ta dùng chỗ này. Ta gõ nhé. Ta bắt đầu gõ mắt. Ta gõ đi lại đúng cái đường vừa nãy ấy, ta vừa vuốt ấy. Ta đi chậm gõ để nghe xem chỗ nào đau nhất thì ta dừng lại, ta gõ nơi đó 10 lần. Nào, ta gõ này, nhìn em này. Gõ này. Đi chậm thôi, dò xem chỗ nào đau nhất. À, ví dụ đến chỗ này đau này, đến đỉnh cái cung mày này, cái chỗ cao nhất này nó đau, gõ dừng lại, gõ chỗ đó kỹ vào 10 lần, xong rồi đi tiếp ra xung quanh. Nhớ là men theo cái bờ xương nhá, đừng đi ra ngoài xa quá. Men theo bờ xương này, mọi người sờ cái tay là cũng thấy rồi. Nó sẽ có cái bờ xương đó. Gõ xung quanh cái xương ổ mắt. Đây có đau không? Có ai đau chỗ này không? Đau. Có ai đau chỗ nào? Bác gõ như này không? Không. Đúng không? Dùng cái cùi này này. Cái cùi này à? Đúng rồi, dùng cái cùi này gõ. Thấy khác không bác? Đừng lấy cái phần mềm, lấy cái phần xương á, gõ. Anh Hùng làm thử anh nhìn. Thấy không? Dùng chỗ nào cũng được, lấy cái cùi này này, ngón nào cũng được mà mình dễ nhất. Thì lấy ngón này. Ngón nào cũng được, bắt đi như thế nào cũng được. Bắt ngửa ra này nó dễ này. Thường anh bấm cái này. Đó. Thấy chỗ nào đau nhất không? Của chị đau nhất chỗ đấy. Đuôi cung mày, thấy không? Dưới đuôi cung mày. Thì gõ chỗ đó 10 lần. Vòng xuống phía dưới vùng ngoại tạm này. Có đau không chị? Rồi vòng lại. Và khi mình đi một vòng như thế thì mỗi một nơi đau đó mình đã tác động 10 tiếng đến rồi. Xong mở mắt ra thì lúc đó là hoàn toàn tỉnh táo rồi đó. Xong ổ mắt là tỉnh táo rồi đó. Có ai thấy khác không? Có phải. Khác phải không? Xong cái ổ mắt. Khi mình tác động vào ổ mắt này, không những tác động vào ổ mắt, mắt nhưng không phải là mắt nữa mà còn là gì? Còn là tinh hoàn, còn là buồng trứng, còn là gì nữa? Còn là gì nữa? Phổi. Phổi đúng rồi. Gì nữa? Còn là gì nữa? Còn là tim nữa cơ. Không, tim không là. Tim nằm ở đây, tim nằm ở đây. Ta không. Cũng là tay, cái tay này. Ờ. Không. Một thứ hả? Xung quanh cái mắt này. Xung quanh mắt này. Bây giờ tiếp đến là động tác thứ ba là mình massage cái mũi. Mình dùng ba ngón tay này nha. Mình vuốt từ dưới này. Mình vuốt nhẹ nhàng, đưa lên này, đưa lên sát mi tóc trán. Bắt đầu làm 10 lần. Từ đỉnh mũi vuốt nhẹ nhàng vừa phải vuốt lên sát mi tóc trán. Đến đây dừng lại. Lại đi lại nhá. Lại đi lại. Mình làm 10 lần đi. Đếm 3 4 5 6 mình làm nghiêm túc mình xem mình làm xong một lần này thế nào. 7 8 9 10 Khi mình làm phương của bác đỏ nữa thì bác làm nhẹ hay mạnh? Mạnh. Làm nhẹ nhàng thôi. Làm nhẹ nhàng. Cái động tác này mình nếu như mình làm mỗi ngày. Bác bị cảm. Nếu mình làm mỗi ngày thì mình sẽ phòng được gì nhỉ? Chứng viêm mũi dị ứng, phòng được viêm xoang, phòng được
ví dụ mọi người bị cảm, bị nghẹt mũi, mình không có bị. Nếu mình làm phương pháp này đều đặn mũi này từ khi mình còn trẻ. Như em rất là buổi sáng. Mình làm vào buổi sáng nha. Buổi sáng. Này, thấy không? Phòng ngừa được cả gì như là chứng thoái hóa cột sống khi đến tuổi. Nguyên cái cột sống nằm đây này, sống mũi là cột sống này, này. Đúng không? Đấy. Cái chỗ này thì ai cũng cần chăm sóc rồi. Rồi cái này cũng giúp mạnh về sinh lý nữa. Cả nam và nữ. Khu vực này, khu vực sống mũi này vừa là sống lưng, vừa là tử cung, vừa là dương vật. Đối với đàn ông, đúng chưa? Vuốt thẳng lên đây nữa. Hai cái ngón này khi vuốt thẳng lên đây thì cái chỗ này này nó còn là cái vị trí của cái gì nữa mọi người nhìn. Nguyên cái bắp chân, nguyên cái cẳng chân thấy không? Vuốt thẳng hai ngón bên cạnh này của mình này, hai cẳng chân nữa thấy không? Theo cái đồ hình hệ phản chiếu này, hệ phản chiếu của hai chân duỗi thẳng ở trên mặt trên lòng này. Cái cung mày vừa nãy nó còn là cái gì nữa bên ngoài sống cũng là chân này. Thấy không? Chân. Còn cái cột sống này thẳng, cái ngón giữa của mình này khi đưa thì nó chính là nguyên cái hệ cột sống này, phản chiếu cột sống ở trên trán. Từ cột sống đi lên thẳng lên trên trên mi tóc trán. Động tác thứ ba rồi, tiếp theo này, động tác tiếp theo là ta để khum bàn tay này đặt lên trên trán này. Đó. Trà, trà khi nào ta thấy ấm nóng đó thì thôi. Trà 10 cái, một bên tay và đổi tay kia. Ta làm tay còn lại cũng 10 cái. Ta trà vừa phải. Khi ta tác động cái này là ta massage toàn bộ gì ạ? Nội tạng đấy. Đúng không? Gì nữa? Toàn bộ não bộ ta đánh thức ở đây. Làm cái này cũng tăng cái khả năng tập trung, tăng trí nhớ. Ở trên này ta cũng đi qua rất nhiều huyệt liên quan đến hệ thần kinh nữa. Đấy, giúp ta bình tĩnh, tập trung, chủ động, kích thích não bộ, toàn bộ này. Làm đây, tỉnh táo, sảng khoái. Những người nào mà hay quên ấy, thì ta khi ta trà đây, ta nhớ, ta chú ý, ta trà sát tay vào toàn bộ da. Ta trà nhiều lần hơn một chút nữa. Nhất là tuổi già. Và cái động tác này cũng giúp làm giảm cái nếp nhăn trên trán nữa. Rồi động tác tiếp theo. Vừa nãy ta đi nhá, ta nhớ như này. Mắt này, đúng không? Đầu là cái nhớ đầu tiên. Ra đầu, xong rồi đến mắt. Từ mắt đi xuống mũi, mũi xong đến trán, bây giờ đến miệng này. Rồi đến miệng, đúng không? Tất cả các bộ phận. Không có bỏ qua cái nào hết. Là vắt tay lên trán là để gọi là để chữa cái đường ruột à? Bây giờ này. Vắt tay lên trán vừa xong rồi đấy. Đây ạ, ta trà sát trán à? Toàn bộ nội tạng. Là thế là nội tạng. Não bộ. Đấy. Não bộ, trí nhớ, tác động vào hệ thần kinh. Ừ. Trên trán này là rất nhiều. Từ một không phải là chỉ là một trán cái trán này nữa mà nó còn là rất nhiều những thứ khác nữa. Đúng không? Động tác tiếp theo nhá. Chán rồi bây giờ ta đi xuống, ta vẫn dùng cái tay khum như vậy, nhưng ta đặt ở cái phần phản chiếu ở chỗ này là vùng gì đây? Ruột, đúng không? Bụng. Đây là nội tạng rồi. Đúng rồi. Rồi còn là dạ dày nữa. Ta làm động tác vuốt xung quanh miệng này. Trà đây cũng trà 10 cái mỗi bên tay. Trà sát như này thì đảm bảo là từ 5 đến 7 giờ thế nào ta cũng đến cái giờ đó là cái giờ mà đi đại tiện là tốt nhất. Tháng này ta cũng sẽ rất là dễ đi đại tiện, những người mà táo bón, những người mà có vấn đề về đại tràng, về tiêu hóa, hấp thu kém thì động tác này vô cùng quan trọng, cần thiết. Đấy, cải thiện các vấn đề về ruột, về dạ dày. Như này là xoa quanh miệng à? Xoa. Đúng rồi, trà sát quanh miệng. Trà đi trà lại cái vùng này 10 lần. Con nít có làm được cái này không? Được. Khi mình làm á, nó ngồi cạnh mình kia nó làm cùng với mình. Động tác tiếp theo nhá. Miệng rồi đúng không? Chán, mắt này, mũi này, chán này, miệng này. Và bây giờ là đến tai.
cái này vừa là miệng vừa là cầm rồi đấy. Động tác tiếp theo là ta để tay thế này nhé, ta kẹp vào đây, ta chạy này, cái vùng này trà sống tai, cái vùng đằng sau này đi sát vào đằng sau dưới tai, trà trà lên trà xuống như này. Cái này ta chạy từ đây, ta chạy hết ra đây, chạy ra đây. Mày nhìn em nhé, chạy như này, nhanh tay và mạnh lên một chút, hai cái loa tai của mình trà xong mọi người thấy thế nào đi. Sao mình trà nó có kêu nhỉ? Kêu nó mà ngay ta. Hai cái loa tai của mình vừa là hai quả thận, vừa là dạ dày nữa. Nó đồng hình ý. Biết dạ dày không? Đồng hình nhé. Vừa là thận, vừa là dạ dày. Trà như này. Và cái sống tai này nó cũng giúp ta khỏe cái sống lưng. Giống như là ta massage cái sống lưng của mình. Thì những người nào mà về xương khớp thì đó, ta đều động tác này đều vô cùng quan trọng. Rồi những người mà yếu thận hay bị ù tai, động tác này cũng nên làm nhiều và làm mỗi ngày. Động tác này hầu như là phù hợp với bất kỳ ai luôn. Mà đôi khi là người người lười thì chỉ cần làm một động tác này thôi. Bởi vì động tác này gần như là tất cả rồi. Thận là quan trọng nhất. Cái thận là quan trọng nhất rồi. Đấy, quan trọng nhất. Đấy, thận này. Thận này, dạ dày này, sống lưng. Sống lưng này. Và cái này cũng là tất cả các bệnh về mũi đó. Mũi và họng đó. Đấy, cái họng ở dưới này. Đấy, xử lý hết các bệnh về họng. Ta làm này thì vấn đề về viêm họng mà có đờm này. Đấy. Viêm họng đờm, viêm họng mủ rồi đủ các thứ, rồi viêm tay giữa này. Thì ta đều phòng hết. Làm mỗi ngày như này. Và những ai có bệnh thì sẽ làm nhiều hơn ở cái vùng này. Đúng không ạ? Bệnh nhân nào cũng thế. Đến đây chữa bệnh. Đến em chữa bệnh thì em đều hướng dẫn cái động tác này hết, phải biết làm hết. Để hỗ trợ thêm trong quá trình mình điều trị thì ban ngày khi họ ngủ dậy, họ lại tự chăm sóc trà sát tất cả các nơi như thế này. Và tôi chú ý tập trung vào cái nơi mà họ bị bệnh, cái vùng phản chiếu bị bệnh của họ, họ làm thế này. Đây là lý do vì sao mình học cái phương pháp này đầu tiên, kỹ thuật này đầu tiên. Mình đi tiếp nhá. Tai rồi đúng không? Bây giờ mình ôn lại đó này, xem có nhớ không động tác thứ nhất. Nào mọi người làm, ôn lại nào, động tác thứ nhất nào, cao đầu nào. Động tác thứ hai đi nhanh nhé, động tác thứ hai. Xoa nóng bàn tay. Xoa nóng bàn tay vào mắt ba lần. Đúng rồi, ấp vào mắt. Được chưa? Ba lần. Xoa nóng nhé, xoa nóng rồi, ấp vào mắt. Ba lần. Rồi, tiếp theo massage xung quanh ổ mắt, dùng hai ngón tay. Dùng hai đầu ngón tay massage xung quanh ổ mắt. Dùng cùi trỏ này. Xoa vào mắt tay, gõ xương. Xương quanh... Đúng rồi, tìm ra điểm đau. Xương cùng mày. Tìm ra điểm đau. Quanh cái xương của mắt này ta gõ 10 lần. Mỗi một điểm nhé. Đôi khi có nhiều người nhiều điểm như sao, những bạn cận thị là những bạn nhiều điểm đau xung quanh này lắm. Mắt nó kém đấy. Người bạn mắt kém là hay làm này là làm này tốt mắt hơn. Kém chị thị chị hướng dẫn con chị. Đây, hướng dẫn ngay luôn. Nhưng mà nếu của cô cứ chảy nước mắt thì có làm cũng làm luôn, bất kỳ có bệnh gì về mắt liên quan đến mắt. Nên làm bác làm luôn như thế. Động tác thứ ba là gì? Online, bạn chỉ xoa nhẹ thôi, bạn nên giảm cộng. Động tác thứ ba là gì? Vuốt mũi. Rồi vuốt mũi từ. Vuốt mũi ngược. Từ dưới lên đầu trên. Đầu mũi vuốt lên chán. Trên mi tóc chán. Động tác thứ tư. Xoa chán. Xoa như này. Xoa như này, chị. Chị má. Xoa đi xoa lại à? Trà như thế này 10 lần. Mình trà sát chứ không phải đúng rồi. Trà chán này 10 lần. Ngược lên ngược xuống. Đúng rồi. Tiếp theo đổi tay 10 lần nữa. Trà sát mạnh. Đúng rồi. Ban đầu luôn luôn ta đi từ nhẹ, nhẹ dần, ta thấy chưa đủ đô thì ta làm mạnh lên. Ta đừng làm mạnh ngay từ đầu nhá. Ta nghe ngóng cơ thể mình chịu được không? Thế nhiều người làm mạnh quá xong quay đơ ra. Làm từ đầu nhẹ nhàng thôi, từ từ mình tăng độ. Rồi, làm đến miệng. Đúng không? Trà. Trà bằng một tay trước đã. Trà đi trà lại quanh miệng. Và khi ta làm thì ta tâm niệm là ta đang massage gì? Ta chăm sóc cái đường ruột của mình. Đúng không? Tất cả mọi cơ quan nội tạng mình đang đấy. Rồi bây giờ đến tai. Trà tai. Có ai thấy buồn ngủ không? Có ai thấy buồn ngủ không? Chẳng thấy ai buồn ngủ. Đang tỉnh táo phải không? Trà tai. Trà tai.
mắt nó rồi kiểu... mọi người nhớ hết rồi đúng chưa? Nhớ thứ tự sáng mai làm được phải không? Tiếp theo động tác tiếp theo là gì? Là ta vuốt hầu để tay này. Cái hầu nào đây phải không? Vuốt này. Như kiểu là mấy ông này vuốt râu. Đâu có là cao vậy? Từ đây thôi, từ đây này. Cổ này. Đấy. Ôm sát này. Ôm sát vào cổ này, ta vuốt. Cũng mỗi một tay thấy 10 lần đó. Là tất cả 20 lần. Thử đến trà gái. Trà gái này. Đây này. Trà gái. Phải quay trở lại. Cũng vậy 10 lần mỗi tay. Ta có thể đếm nhá. Mới đầu ta làm ta đếm chút xíu đi để ta quen được cái nó xem nó nằm khoảng dao động khoảng bao nhiêu phút. Đo bắt đầu làm bao nhiêu mấy giờ? 6 giờ chẳng hạn. Đó, làm 15 phút. Làm trà gái 15 phút đó. Trà gái không. Tất cả 12 động tác của mình. Nên làm xong đó 15. Cái lúc mà mình trà tay như này xong á thì nó có một cái động tác nữa. Đó. Động tác nữa là mình để tay này. Tay đánh trúng tay à? Đúng rồi, đánh trúng tay. Chỗ này mình tì vào tay này, tì vào đây này. Mình gõ đây. Động tác này cũng có nhiều người bỏ qua, nhưng mà động tác này cũng rất là hay đó. Đánh thức cái não mình. Nhiều khi mình ngủ xong còn giấc ngủ dậy đó. Này, đánh thức não bộ này. Lá ngõ này. Đấy, những người nào mà ngủ kém rồi cái thần kinh cũng kém thì mình cũng nên làm động tác này. Động tác này cũng giúp mà tai nghe rõ hơn, thính hơn. Với người già thì nên làm động tác đó. Mình để như này. Gõ chẩm. Xong mình gõ như này. Đúng rồi, cái này gọi là gõ chẩm. Lên sao đây này. Gõ này thôi. Nhưng mà khi mình gõ mình thấy tai nó có ù. Đúng rồi bác. Mình nghe rõ hết. Mình nghe rõ hơn. Rõ gõ xong bác thấy tai mình nó thông thoáng hơn rất nhiều. Cái động tác nó tác động trực tiếp vào cái thần kinh thính giác. Nhưng mà cô còn chưa nhớ cái mà vuốt. Vút ngược hết cả lên vào đỉnh đầu thì gọi là cái đấy là cái cào đầu. Động tác đấy là cào đầu. Cào đầu thì nhiều tác dụng lắm. Cào đầu như thế cái tác trực tiếp mình nó có nhiều cái hệ thần kinh rồi hệ cái này là cái động tác này là mình tác động trực tiếp vào vỏ não nhé, đúng không? Đấy toàn bộ da đầu mình này. Đấy, là động tác tác động trực tiếp vào não. Động tác này thứ nhất là giúp cho tóc mình ấy mọc nhiều hơn, đen hơn. Hay cho ví dụ mình làm, nếu như mình làm bằng dụng cụ là mình có cây cào. Mình có cây đào mình thì mình cào bằng cây cào nó sẽ khác. Hôm nay mình học dụng cụ thì mình khác. Còn hôm nay mình học 12 tác xoay mặt là... Thì là mình cũng cứ cào tất cả để lên trán chán này. Đúng rồi đỉnh đầu. Lên đỉnh đầu. Mình học trà gáy chưa nhỉ? Rồi đúng không? Vuốt họng này. Vuốt họng. Vuốt họng. Trà gáy. Trà gáy xong. Thì bây giờ đến động tác cuối cùng là động tác thứ 12 là gõ răng đảo lưỡi. Ừ. Hai răng đánh vào nhau hả? Bắt đầu hai răng hàm này. Hàm trên, hàm dưới. Gõ vào nhau 30 lần. Mục đích để cho cái tuyến nước bọt á. Cái này nó làm cho cái hai cái hàm răng mình săn, chắc và khỏe hơn. Rồi mình chuyển ra răng cửa. Hàm trên, hàm dưới. Gõ là nào làm trước cũng được, đúng không? Không nhất thiết, không nhất thiết. Gõ 30 lần nha. Gõ ít quá không có tác dụng. Xe hít lại. Và động tác nữa, cuối cùng nữa là mình đảo lưỡi. Mình dùng lưỡi mình lưa hàm trên, hàm dưới, trước răng cửa, sau răng cửa. Mình cho cả hai bên, bên phải bên trái. Tất toàn bộ cái vòm họng. Mục đích là tăng tiết dịch của cái tuyến nước bọt này. Nước bọt khi nào ra đầy miệng khi đó là mình làm đủ rồi đó. Mình nuốt lại nước bọt buổi sáng vào trong cơ thể mình. Có ai làm cái động tác này mỗi ngày không? Đã ai làm chưa? Biết nhưng mà chỉ anh làm thường xuyên. Không làm, anh Hùng có làm không? Mỗi ngày. Cái nước bọt buổi sáng ấy chính là cái kháng sinh rất tốt. Cái kháng sinh này là phù hợp nhất với cơ thể của mình. Kháng sinh mua ở ngoài hiệu thuốc ấy, cho dù bác sĩ kê có như thế nào nhưng mà nó là cái kháng sinh mà sản xuất hàng loạt, người hiểu không ạ? Còn cái kháng sinh này kháng sinh buổi sáng này là kháng sinh tự nhiên và nó là kháng sinh phù hợp nhất cho cái cơ thể của chính mình. Không có cái nào tốt bằng.
thì tại sao mình lại đi đánh răng đi mất, ngủ dậy cái đi đánh răng. Thế là thói quen mà nhiều người không biết đâu, không biết để chỉnh rất là phí phạm. Thì thường là cái động tác này thì mình được hướng dẫn là mình sẽ, người Nhật và người Trung Quốc họ làm cái này từ lâu lắm rồi, nhưng người Việt Nam mình ít được nhưng được biết cái này là như thế. Nhưng mà cô không biết đường nuốt, nhưng mà cô nói ra sáng ra mà cô đau chỗ nào cô bôi nước bọt vào khỏi luôn. Thì đó là lý do vì sao cháu nói là kháng sinh. Nó là kháng sinh là vì thế. Này mà mũi đốt cũng bôi, đúng không? Cháu cô nhá, cháu cô mà nó lên hạch xung quanh dưới, xung quanh cái hàm này nó cái kiểu như là chằng nhạc cái sao ấy. Nó lên rất nhiều cái hạch mà nó đau. Nhưng mà nó không chạy, nó cứ làm yên thôi. Thế là cô mới nghĩ ra cách là cô cứ bôi nước bọt. Mà cô bôi được khoảng nửa tháng tự dưng nó biến hết. Mà mình không biết là nó biến từ ngày hôm nay. Đấy là bôi nước bọt của bà đấy nhá. Còn nếu bôi chính nước bọt của chính nó nữa thì còn nhanh hơn nữa. Tôi nói là chuyện này tôi kể ra một cái ấy này, cái chiếc kia từ nhỏ đấy. Mình không để ý đâu, nhưng mà cứ mũi đốt một thời kỳ mũi mới ấy dán trong các cái con ấy. Ngày xưa mình ơi, nhưng bây giờ thì bầu là cho là bẩn thì có nhưng khi mà là có đâu, một cái như thế này mà mình thấy nó hiệu nghiệm này. Tức là có cái giờ đấy nó lên mụn rất là ấy. Cứ lấy nước bọt nhưng mà cứ nửa đêm thì nửa đêm nước bọt nửa đêm. Đấy là vì sao cứ 1-2 giờ đêm dậy đấy. 1-2 giờ đêm là lại bôi vào cái, nhưng mà rồi dần dần cái mụn ấy nó tan luôn. Và khi một cái như thế này nữa này, và khi mà mình nuốt hết cái nước bọt, mình tăng cái khi mà mình làm đảo lưỡi nhá, mình đảo lưỡi này tăng hết cái tiết dịch nước bọt, nó tiết ra nhiều dịch nước bọt trong cái vòng miệng của mình. Khi mà mình nuốt lại rồi thì răng miệng mình lúc đấy cũng sạch, vô cùng sạch luôn. Mình làm sạch miệng của mình lúc đấy hôi cũng hết, không còn mùi hôi. Tức là trước kia mình chưa làm cái động tác đấy thì mình đánh răng vẫn có mùi hôi. Khi mình làm đúng động rồi. Tác rồi đánh răng người tuyệt đối không có mùi hôi. Đúng rồi. Khi mà mình đã làm động tác vệ sinh răng miệng, đấy là một động tác vệ sinh răng miệng đấy. Nhiều khi mình chưa cần phải đánh răng đấy. Cái đấy là cái tuyệt vời vô cùng, không cần đánh răng cả. Vệ sinh răng miệng bằng chính nước bọt của mình, chính kháng sinh của mình. Đấy là cái chất xúc tác à. Đấy là vừa là mang tính khử trùng, vừa là kháng sinh, rồi nó làm cho tất cả những cái bệnh về răng miệng của mình ấy. Các cái bệnh về răng miệng của mình, sâu răng các thứ đấy. Nếu mà mình tập cho con mình từ bé là cực kỳ tốt. Các cái bệnh về răng miệng của mình nó cũng biến mất từ lúc nào không hay. Thì mình tập cái đó. Chị tập đi. Tại sao lại không tập? Bây giờ mình biết thêm nó như vậy đúng không? Khi bây mà mình càng chị sẽ phải tập đều đặn các khi mà mình không này. Hiểu nó nhiều. Đây chị chỉ hay cao đầu này, chị xoa mặt, chị xoa quanh này. Mình không hiểu nó tay. Thì mình sẽ đấy, không làm nhiều cái động tác là mấy cái động tác quen thuộc như thế thôi. Còn chị không làm đủ, Biết nhưng mà không làm đủ. Rồi, cái cuối cùng nữa, xong 12 cách xoa mặt, mọi người đã nhớ hết rồi chưa? Mai về làm nha, sáng mai. Thì tại sao có những nói là động tác 12 cách xoa mặt buổi sáng? Thì thông thường thì có những người lại như thế này, có những người lại khi nào thì mọi người hỏi khi nào lại dùng vào ban đêm ấy, buổi tối ấy, thì có những người làm ca đêm, họ cần tỉnh táo vào ban đêm. Họ phải làm việc vào ban đêm thì họ xoa mặt vào ban đêm, lý do vậy thôi. Nhưng mà thông thường thì tất cả mình theo một cái thông lệ thì mình buổi sáng mình cần tỉnh táo, mình làm việc vào cả ngày mình sẽ khoan khoái lắm. Cả ngày mình cứ cảm thấy xinh như thế. Nhưng cô lại bảo như này, cô nha, cô lấy cái nước bọt đấy buổi sáng ngủ dậy, hay là kể cả ban đêm mà lửa đêm mà mình thức giấc ấy, mình cũng lấy luôn cái nước bọt đấy. Mà cô bị thoát vị đĩa đệm, cô cảm thấy là cô đi là cô rất là đau cái hông này. Thế mà cứ đến cái lúc như cô nhìn ở trong tivi là người ta cứ nói là người ta có cái loại siêu âm để tiêm vào là nó sẽ tự co cái lệnh vào đấy. Thì coi như là cô biết là ở cái đoạn ấy cô cứ lấy nước bọt cô bôi vào thì nó lập tức hết đau. Bao nhiêu lâu rồi cô áp dụng? Bao nhiêu cô áp dụng rất nhiều năm nay rồi. Nên cô không phải đi khám bệnh, cô toàn bôi nước bọt nửa đêm. Rất là nhiều người đau đĩa đệm, cái lửa đêm mà đau đĩa đệm cô cứ cô đau ở vùng mềm tầm mấy giờ đây, tầm mấy giờ cô không ngay ở không có nghĩa là này ở không? Nó ở ngay đây ở chỗ này đúng ở chỗ này đây này. Không, cái thông này, cái hốc của hai cái hốc mông chị bây giờ cũng đang hiện tại đang bị đau như thế. Đây này, với cái sơ đồ đốt da này thầy vẽ cho mọi người không có cần học, đi học mấy năm ở giải phẫu sinh lý ở khoa áo y gì đâu, em chỉ cho mọi người luôn. Trên này thầy đã ghi rồi, cái đốt L5 anh nhìn đi chưa? Nó chính là cái màu này này. Đây. Nếu như người nào đau ở cái đốt L5 này, đấy chị bị đau ở đốt L5. Người ta sẽ tê này, là 4, tê vào 5. Đây đúng cái màu này. Đây, L5 đây, L5 nó chạy đi đâu? Đây.
tê vòng 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 đúng và đúng, đúng từng này cái ngón chân nó sẽ không đau sang tê sang cái ngón út này đâu, thì đó là từng đốt L5 cái. Còn cái đốt L4 thì nó nằm cao hơn đốt L5 một đốt ngón tay thôi. Đấy, thấy không, thì đốt L4 thì nó sẽ đau hết đầu gối này. Nói rằng thoái hóa L4 L5 thì có người khi nào mà nó chạy xuống tê đầu chân gối này là biết ngay này. Đúng rồi, người ta nói người ta đau người ta tê người ta mỏi L4 hỏi ngay. À, đang đau đầu gối hỏi ngay đốt L4 có vấn đề gì không? Đây là 4 nên là nó chính đấy. Ở cái đốt da này chỉ bị đau rồi đấy. Đây L4 đây xuống đây à, cái ngón cái cái má anh thấy không? Okay. Cái sơ đồ đốt da này rất tuyệt vời như thế, mình sẽ học những bài sau kỹ hơn. Cái của bác nói cũng mình cũng nên lưu ý, cũng là một cái rất hay. Nó là cái thực tế. Chị hay thực tế hay gõ hay đập và hay hấp mùng. Xong rồi bác lại nghĩ thế nên đấy là tự nghĩ ra nhé. Sao lại? Đây là mình tự nghĩ ra chứ không có ai dạy mình cả. Và như này một cái thằng trẻ con mà nó đẻ ra đấy thì dái của nó một bên chỉ bằng cái hòn bi, nhưng một bên nó thì nó chỉ to bằng cái hạt đậu đen đậu xanh nhé, có nghĩa nó bé như thế. Nó một bên nó chỉ bằng cái hạt đậu tinh hoàn đậu, có nghĩa chỉ bằng cái hạt đậu xanh, còn một bên nó phải to bằng hòn bi. Thế thì coi như là bác cái cứ đắp lá ngải rồi thì đắp địa liền đúa. Mà thằng nó ăn vào dái thằng bé nó đỏ lên đấy. Trông rất khổ hạnh mà thằng bé thì nó mới đẻ. Thế xong bây giờ không biết làm nào được. Thế bảo đi bệnh viện khám thì người ta bảo ta không thể giải quyết được, phải từ từ để nuôi nó phải là vài tuổi đã. Thì bắt đầu người ta mới đi người ta phẫu thuật, chứ bây giờ không thể làm được. Mà lúc đấy đi khám xem có thể phẫu thuật được hay không. Thế đi chơi với bác ấy, thì đi thăm bà đẻ đấy mới thấy tình hình như thế. Thế bảo thế bây giờ chị đừng đắp mà chị nghe em chị làm lại. Cứ đêm chị ngủ dậy lúc nào thì chị liếm vào bên dái to, cứ liếm vào bên dái to cho nó. Thì chị không phải đắp như này cho nó đỏ mà nó đau thằng bé. Thế thì chị bổ liếm và liếm thế có được không bổ? Chị cứ liếm cho em thử xem, nếu mà chị cứ liếm mà khi làm chị cảm thấy nó bằng nhau chị thôi. Thì chị đúng chị cứ nghe mình, ngày nào cũng liếm. Mà cứ đêm mà chị bổ tỉnh dậy là chị liếm và liếm có thể là 3-4 lần một đêm, cứ tỉnh giấc là liếm vào tái con. Tại sao là làm bên to không làm bên bé? Chỉ làm bên to thôi thì bên to nó sẽ không lớn được, thì bên bé nó sẽ tự to lên. Tại sao không làm bên to để nó to lên? Đây là đầu mình tự nghĩ. Không làm bên bé để cho nó to lên ấy. Thì mà để bên bé lại làm để cho nó bé đi à? Thế thì bắt đầu cứ nghĩ là làm như đầu tiên bao giờ mình nghĩ là thế là bảo bác cái thế thì là bác cứ làm như thế. Bao nhiêu lâu? Mà được 2 tháng sau. Thì bác mới gọi vào bảo ôi vào tôi bảo này. Thế bảo vào thì chị bảo em đi. Càng hay. Thế xem là cái cùng một. Thế là tôi nghe cô mà tôi làm thế bây giờ thằng bé bằng nhau rồi cô ạ. Bảo thế bằng nhau thì thôi chị đừng có liếm nữa. Thế là bà chứng tỏ bà làm bác sĩ rồi đấy chứ, bà cũng nhiều dẫn cho nhiều người rồi đấy chứ. Chị đừng có liếm nữa. Cũng hơi độc đáo. Thế là cuối cùng là bằng nhau là khỏi, thế là không phải đi bệnh viện mà không phải gì cả. Không phải mổ nữa. Không phải mổ mà không phải đi bệnh viện mà không phải. Thế là như là mẹ. Là khỏi luôn bệnh của cháu. Mà thế là cháu nó không làm sao cả. Bên bé không bao giờ mình nói thế để người ta liếm thế nó lại biến đi mất, mà cái bên to cái nó phình lên thì làm sao mà khỏi bệnh được. Thế là phải liếm vào bên to. Thế là nó kích thích vào bên kia. Xấu hổ nó không thì nó không có cái kiểu đối xứng à? Xong lại như này nhá, con gái nó có một cái lốt ruồi ở đây mà nhiều người ta cứ đi gọi là lạo vét rất là khổ mà đau đớn nhá. Nó lốt ruồi ở trên mi mắt này này. Nhưng mà nó to như cái hạt ngô ấy. Lúc nó bé tí là nó to đùng rồi. Thế nhưng mà mình nghĩ bảo bây giờ mặt con mà lại có một cái hạt ngô như này thì ở mặt thì cái một cái lốt ruồi trong kinh. Mà bảo nghĩ không biết làm sao được cho con. Thế là đêm lại cũng liếm như thế. Mà dần dần mình liếm có khi phải đến hàng tháng hay hơn tháng ấy. Dần dần mình cũng vẫn thấy cái nốt ruồi nó vẫn như thế. Thế là một cái ngày nào đó tắm cho con tự dưng là thấy cái nốt ruồi nó khô đi, cậy một cái thế thôi mất tinh, không còn cái nốt ruồi nữa. Chỉ bằng nước bọt thôi. Thế là cứ liếm nước bọt của mẹ. Nước bọt của mẹ. Mà cứ ngày nào cũng liếm vào cái nước bọt vào cái mi mắt của nó. Đấy là đêm của bác. Đêm ngủ tỉnh giấc là liếm cho con. Con cô đấy ạ. Thế mà cô làm cái này là chính là thực tế luôn. Thế là liếm vào mắt cho con ấy, dần dần phải một khoảng hơn tháng sau tự dưng thấy nó khô khô và như là cái vẩy. Như là cái vẩy ấy. Thế là bóc ra là y như là cái vẩy mà bị xẹo ra. Nhưng mà lúc đấy là con là bao nhiêu tuổi rồi cô? Cô đấy con nó mới có được 3 tuổi hay 2 tuổi rưỡi thôi. Mà đã nổi như hạt ngô rồi đó. Nó nổi như hạt đỗ rồi. Hạt đỗ rồi.
như hạt đỗ xanh rồi. Thôi, nếu mà ví dụ chẳng hạn cũng... mà nó mà lâu lớn lên thì nó phải to bằng hạt ngô. Ừ. Thì ở mắt thì nhìn thì xấu cả mặt đấy luôn. Đúng rồi. Không biết làm nào cuối cùng làm thế. Mà nó đen. Nó màu đen. Ừ. Thế là tỏ bà là coi như là là lia lia như thế mà khỏi. Nhân cái bài nói về nước bọt. Ừ. Mọi người thấy không? Nhân cái bài nói về nước bọt bác nhỉ? Đấy nhân nó bài nói về nước bọt mà học mấy kinh nghiệm. Ba là con bôi được cả về đau cả. Đĩa đệm của bà nó giỏi chứ. Đĩa đệm là sao đến chân. Đĩa đệm các bôi kiểu gì? Đĩa đệm mình phải ra bàn tay. Mình nhổ nước bọt ra tay xong mình bôi vào đây. Mà bôi xong mình cứ xoa, xoa bao giờ nó khô thì thôi. Xong bắt đầu tí nếu có nước bọt thì mình lại nhổ tiếp ra. Một đêm phải xoa khoảng 2-3 lần. Thế là nó lại cứ bình thường, không thấy đau là. Hay thế nhỉ, dùng nước bọt và dùng vào ban đêm. Nước bọt ban đêm. Ban đêm hay là mình ngủ dậy. Mình ngủ dậy nhưng mà mình không được xuống dưới đất, cứ ở trên giường. Mình muốn thể dục như thế nào thể dục. Nhưng mà không xuống dưới đất. Mà mình không nói chuyện, mình cứ việc thể dục, mình cứ việc làm thôi. Nghĩa là mình tập ngay ở trên tại cái chỗ giường mình. Không bước chân xuống. Không xuống. Và mình làm luôn. Thế xong rồi chẳng hạn là ngày xưa thì người ta cũng cứ dậy bảo là vuốt vuốt mặt như thế, nhưng người ta không có dậy được như thế. Người ta chỉ dậy là vuốt như này thôi. Thế này thôi chứ không có dậy được đầu đuôi. Thì người ta đấy là ở cái hãng thể dục đấy, người ta dậy là chỉ như thế thôi. Thì làm thế vài buổi nhưng cũng phải làm lâu lâu ấy mà chả thấy cái hiệu nghiệm gì được. Thì từ đấy đi không làm. Mà làm sang diện chẩn. Diện chẩn nếu mà tỉnh giấc là làm diện chẩn. Thế nên bây giờ cô cứ bổ đấm chỗ nào chỗ kia nhưng chẳng thấy chỗ nào đau cả. Cái vùng đấy không đau thì thôi, mình chỉ vuốt thôi. Mình chỉ vuốt thế này thôi. Mình làm diện chẩn lâu rồi phải làm. Trước kia thì không được, không đi học bộ, không đi làm. Nhưng mà chỉ nghe qua báo chí thì là mình tự làm. Với lại kiểu như này lại còn ví dụ chẳng hạn như là mình theo phương pháp mà của các cái thầy sư đấy, mà của Việt Nam mình đi sang Mỹ đấy để kiểu như là gọi là nói chuyện với các người dân của Mỹ đấy. Thì người ta nói là mình tự thở. Mình tự thở. Thế là nội thì công. Không tự thở thôi. Thì coi như là mình đọc qua báo chí thì mình thấy là người ta tự thở như thế nào. Thì mình thở thế đúng là nó thông từ trên đầu này mà xuống đến tận chân. Nghĩa là lúc mình hít là mình phành bụng ra đấy. Nào, hôm nào ra là nhét bụng vào đấy hả? Cái đấy thì bác chia sẻ sau nhá. Thì cái này hay lắm đấy nè. Mình thấy là hôm nay bác chia sẻ về bà là nhân niệm nhiều cái nước bọt là mình đã học được mấy kinh nghiệm rồi này, đúng không? Thế bây giờ nói nốt mình không muốn nghe tiếp không? Cái bài 12 đã xoa mặt nhá. Thì thường 12 đã xoa mặt là vào buổi sáng. Và còn buổi tối mình làm gì để dễ ngủ? Thì khi học 12 đã xoa mặt cũng được. Xoa chân là mình trà. Xoa chân. Hai mu bàn chân mình chà vào nhau. Sáng thì mình xoa hai tay rồi thì tối mình xoa hai cái mu bàn chân hai cái lòng bàn chân của mình này. Hai lòng bàn chân mình chà vào nhau. Tức là chà vào nhau thì mình ngồi trên ghế. Vâng, ngồi trên giường cũng được ạ. Mục đích của mình phải hiểu là gì ạ? Cuối cùng là gì? Khi đi ngủ thì hai cái lòng bàn chân của mình ấm. Nó lạnh là không được, ngủ không ngủ được. Không ngủ được. Và để chân lạnh ngủ thì mất ngủ. Thế nếu như có những người trà hoài nó không nóng thì sao? Thì mình phải làm sao? Rồi ngâm chân nước nóng. Phải ngâm chân nước nóng và ngâm xong. Có những người ngâm xong lên một xíu cái lại lạnh ngay. Có kinh khủng không? Thế người đó thì phải ngâm chân trường kỳ. Và ngâm xong lên thì xoa một ít cao nóng á. Ít dầu củ lá vào chân. Ở đây thì cháu toàn dùng cái dầu cao của trong Sài Gòn, trong Thầy Châu thôi. Cái dầu này nó không gây rát. Nó chỉ làm nóng thôi. Và nó trong nhiều động tác của mình ấy, nhiều động tác massage của mình thì nó giúp bôi trơn. Cái đấy thì tìm người như nào bán cho chị một lọ. Đây thì ở đây thì cái dầu này á nó không gây rát nha. Nhưng ví dụ như cao sao vàng bác xài, nếu bác xài nhiều là nó sẽ bị rát, nóng và rát, sau đấy là rát. Nhưng cái này nó không mang lại cảm giác rát, nó chỉ nóng thôi. Cô ngày xưa cô cũng không ngủ được. Mà nó toàn lạnh cái gan bàn chân. Mà nó lạnh giá luôn. Và nhất là có ở giữa bàn chân nó có một cái khe. Cái khe mỏng mỏng đấy. Thì nó lại càng lạnh luôn cái chỗ đấy. Lạnh lắm. Thế nhưng mà cô mang cô dán cao salon bát thì cũng không thể chịu được. Bởi vì khi mình dán nó nóng quá không chịu được đâu. Thì mình lại không chịu được, mình tức mình lại phải bóc ra. Thế từ đấy thì cô mới nghĩ ra bôi nước bọt. Bôi nước bọt từ đấy bây giờ là ngủ rất ngon. Mà không có thời gian để ngủ. Bà bách bệnh bà là toàn bôi nước bọt của bà cái gan bàn chân.
cứ gan bàn chân bôi nước bọt. Bệnh của bà. Lúc đấy là bôi buổi đêm hay là bệnh người bà, như đêm. Người bà nó khỏe sau ra là cái nước bọt bà đã tốt. Nhưng mà chứng tỏ nước bọt của bà ai cũng là có. Nước bọt không phải mỗi người nó khác nhau ấy. Ai cũng nước bọt tốt chứ không phải là không. Nè, xoa trà sát chân. Nóng gan bàn chân xong, bôi cao. Okay. Những người nào mà khi mình làm một hai lần đầu mình thấy xong rồi mình xoa chân xong mà nó vẫn không đủ nóng, đúng không, vẫn lạnh thì ngâm chân xong mà đến lúc lên giường vẫn lạnh. Mùa đông đấy, người mùa đông thì nào đông lạnh là chị bị như thế, xoa nóng cái lòng bàn chân và đi tất, đúng rồi, đi ngủ đó là chị. Còn một cách nữa để làm nóng chân thì, nhưng mà những ai mà bị lạnh chân thì hỏi lại em đấy, mình chỉ học xoa chân buổi tối như vậy. Chị buổi tối xoa thôi. Còn những người nào ví dụ như chị Mai á, chị Mai có bị lạnh chân vào mùa đông không? Chị vừa mùa đông là lạnh chân. Lạnh gan bàn chân phải không? Lạnh. Nếu như năm nay, mùa đông năm nay nhá, chị xoa mặt thường xuyên các buổi sáng. Rồi, chị xoa chân, ngâm chân, làm như tất cả những cái như em vừa nói mà vẫn lạnh chân thì chị làm thêm một động tác nữa. Đấy là chị hơ nóng hội âm. Hội âm là cái điểm gì? Hội âm là cái điểm giữa. Điểm giữa giữa cái hậu môn và cửa mình. Thế là nó ở đâu? Được chưa? Hậu môn này. Hậu môn này. Hậu môn. Hậu môn mình ở dưới nhá. À, hậu môn, được chưa? Và cái cửa mình thì giữa hậu môn và cửa mình nó có một đoạn đúng không? Liền đoạn nhá. Ra liền, cái đoạn nhá. Giữa đấy là hậu môn thì hơi nóng cái đó. Ôi giời ơi. Chắc phải nhờ người khác. Không, tự mình hơ chả ai hơ mình à, ai hơ chị giờ chồng hơ cái nóng là hơ bằng hơ bằng hải cứu. À, nếu hôm nào mình học cái bài mình cũng được học cái bài mình lễ thôi, mình ngồi mình... chẳng hạn mình ngồi vào cái toilet cũng được. Dạ đúng rồi, mình ngồi xong toilet rồi mình để tay cầm cái là hải cứu bên dưới. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác đấy. Thế là và mình hơ nóng. Hơ nóng nhưng mà mình không vệ sinh ấy, kiểu như nhưng hôm qua cô bảo là cái bồn vệ sinh của mình là ngồi nó cao quá đúng không? Thế bây giờ tôi mới nghĩ ra là mở hết lắp ra, không dùng đến cái lắp ngồi ở trên nữa lên. không phải ngồi xổm ngồi bệt, nhưng mà có nghĩa cái lắp mình mở hết ra thì có nghĩa cái mông của mình nó sẽ thấp xuống, chị chỉ cần, đúng không, chị chỉ cần nhớ khi mình ngồi mở hết cái lắp ra thì cái mông của mình nó thấp xuống thì là lập tức là nó sẽ rộng cái vòng vòng chân, ngồi tụt. Không phải là tụt mà ngồi như thế nó sẽ mất vệ sinh. Bởi vì cái nhựa này mục đích của nó là để cách ly vệ sinh ấy. Bởi vì người nữ thì không nói, nhưng người nam họ đi vệ sinh là họ đi lung tung và họ thậm chí là nó ra những cái thành đấy. Nếu như họ làm liên tục là rất là nguy hiểm. Không nên ngồi thẳng trực tiếp vào cái này cái bồn đấy. Vâng. Mà phải để thế, nhưng mà như vậy nếu con lên. Gái thì mình cảm thấy mình mở ra mình ngồi thì nó thoải mái hơn. Không, nhiều. Thực ra mà nói cái này mà để khắc phục như Thảo nói là chính xác, mình kê cao lên, tôi đã thử ngay rồi chứ. Thế không phải kê ghế. Nó dễ hẳn hơn là kê ghế. Cái đấy là dễ như mà. Cho thầy là mình kê cái ghế. Nhưng mà nếu mà mình đi bình thường thì mình vẫn cứ đi bình thường có sao đâu, chỉ sợ đấy là mình cảm là lúc mình hơi là cái ngồi bình thường. Lúc hơi cứ ngồi trên giường. À không, đang nói cái hơi thì không nói, cái hơi ngải thì không nói. Đấy là tùy những người bị táo hoặc là những người bị có cái về. Không. Chị đang bình thường nhưng mà chị cứ ngồi quen như thế. Là nó sẽ là nguyên nhân dẫn đến táo một ngày nào không hay. Đấy, cái thói quen sinh hoạt ấy, cái cách mình ngồi bồn cầu ấy, cái hố xí bây giờ ấy, nó như vậy. Đúng là rồi, đó là nguyên nhân dẫn đến táo bón cho rất nhiều người bây giờ. Đi đại tiện khó. Thế đi đại tiện là nhưng táo bón thì mình chỉ cần cho cái tay này. Dạ đúng rồi. Bước từ phải sang trái này. Theo dấu hỏi, nha bác. Đây là dấu chấm than á. Dấu hỏi đúng rồi, kéo xuống. Dùng từ bên trái sang phải, từ phải sang trái, bắc quốc. Của em như thế này thì chị phải ngược lại chứ. Từ phải, dùng tay phải, dùng tay phải, dùng tay phải. Thì từ trái sang phải à? Từ phải bước sang bên trái. Bác dùng tay phải nó thuận hơn. Bác ngồi giống cháu đúng rồi. Ừ. Bác phải thì bác cứ đẩy sang, bác cứ đẩy sang trái. Đẩy ngược á? Đẩy sang trái. Từ phải sang. Bác cố làm xuôi đây. Đẩy như này nhá. Từ sang trang trái. Đây ạ, cháu đẩy như này nhá. Bắt đầu này, cháu đẩy như này này. Rồi cháu chạy từ đây. Bước xuống. Có nghĩa là mình vuốt sang phía phải. Cái lực từ tùy cái phải lực của bác nhá. Lực của bác dồn vào đầu ngón tay. Phải, bác từ phải đâu? Từ phải bên này. Đúng rồi, tay phải. Cháu dùng tay phải. Đây, dùng tay phải hướng theo mũi. Nếu như lực của bác là đặt ở đây hay lực của bác đặt ở đây tùy. Ừ. Cháu đẩy như này, nhưng mà ví dụ như là lực của cháu đặt ở đây thì cháu đi từ đây ấn từ đây này, ấn từ đây ấn xuống này. Vòng xuống, kéo xuống. Thế là có phải đây là ấn từ bên phải sang bên trái đúng, đúng rồi, không? Chính xác, bác làm đấy. Làm đúng rồi đấy. Vừa nãy bác lấy tay trái bác kéo trái. Tay sang. Là không đúng. Cũng đúng mà, tay nào cũng được. Tay trái mình kéo từ đây chính sang xác, cũng đúng đúng không? Đúng rồi, bác đang làm. Thế mà từ bên đây kéo sang cái này cũng là đúng không? Mình phải kéo làm sao để từ bên phải sang trái. Mình cứ hiểu là từ bên phải. Từ phải sang trái. Không phải là từ phải sang trái là mình tay này vì tay hai tay đều thuận. Thế
tay lào cũng điểm thuận bên đúng rồi đúng rồi bên trái đúng rồi vòng đây là từ từ vòng bên này dưới ra bên này kéo xuống dưới kéo xuống hậu môn đây này hậu môn đây đấy. Vì sao chữ chỉ ở gõ vào đây này hương ngải vào đây này. Cái điểm xa nhất của cái cằm đây à chữ chỉ chữ chỉ là hương ngải vào cằm này hương ngải trực tiếp đấy. Vừa trực tiếp mà vừa vào cằm thì cái bài hôm nay chỉ mong muốn là mọi người hiểu được chỉ hiểu được ghi đến đấy đi đường lối của phương pháp diện trần hướng sẽ tương lai nó phát triển ra làm sao như thế nào và 12 động tác xoa mặt giúp